Ok, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh HNT Channel. Và hôm nay tiếp tục cái series về game Black Zombie 2 phiên bản China. Ok, và đây là một cái map mình thấy nó mới đẹp và bên phiên bản Việt Nam chưa có. Và hôm nay mình sẽ dứt nó. Aha, mình đã quên tới ải số 7 rồi này các bạn. Ok, và bây giờ mình sẽ bay vào mở rương xem coi hôm nay mình có được cái cây nào mà mới đẹp không. À, sự hấp dẫn của những cái điều mới là mình cũng rất là thích. Ok. Ồ, mấy cây này mình có rồi. Mình đang kiếm cây mới mà chưa ra các bạn. Ok. Nên mua thêm một cái rương nữa coi. Đúng. Có cái cây gì mới nào bung ra. Hàng mới đâu, hàng này có rồi. Hàng này là qua sử dụng rồi, đã qua sử dụng rồi. Ba cây này cũng có rồi luôn rồi. Chắc có lẽ là do mình mua nhiều quá nên nó hết hàng mới hay sao á. Ok, cái này có rồi luôn. Cái này có rồi. Ok. Này là cái gì đây? Ô, cái này mình chưa có này các bạn. Cái này mình chưa có. Bây giờ mình sẽ chui vào làm video cho các bạn xem đây. Sẽ rất là thú vị. Ok, đây là màn số 7 nha. Và các bạn xem video đừng quên bấm đăng ký theo dõi kênh HNT Channel để nhận được những video mới nhất mỗi ngày nhé. Vì ngày nào mình cũng làm video mới hết. Mong các bạn hãy đăng ký kênh, like và share video ủng hộ giúp cho mình. Ok. Để mình có thêm động lực và mình làm nhiều video hơn nữa cho các bạn xem. Các bạn có việc like và share video giúp cho mình là ok. Đâu rồi, cái cây mới của mình đã mất tiêu rồi. Cây mới của mình đây rồi, cây này. Vậy là buộc lòng phải đá một em, đá em bơm vô đi. Đưa cái em này ra. Gọi là mình không phải là phụ bạc. Nhưng mà do mình muốn làm nó điều mới. Cây này nó mắc quá các bạn. Cái cây này là tới 450 tiền luôn á. Phải nói là nó rất là mắc luôn. Ok, và bây giờ chúng ta gọi là sẽ chiến đấu vào nào. Hình như là đặt trong đây nó ra cái bông nó nhanh hơn các bạn. Đặt trong mấy cái ô này nè. Nó ra bông nhanh hơn. Ok, vô lấy con này ra nhắc ma nó. Sợ chưa zombie, zombie là ma mà zombie làm gì sợ ma nữa. Đúng không các bạn, zombie nó là xác sống nha, xác sống. Mày hả bưởi. Đâu là hết rồi, hết mua được rồi. Đây, mua được một cái con đây. Cái con này không biết nó làm được cái gì đây. Nó đốt các bạn ơi. Cái con này là sức mạnh của nó là nó thiêu đốt. Và mua, nếu như mà muốn xài cái hàng này có bộ hơi căng đây các bạn. Vì cái cây này hơi bị mắc cho nên là mình mua không kịp. Thời ơi, nó dít thằng nhỏ. Nó dít thằng nhỏ rồi. Mình trong đây nó dít nhỏ lại đây luôn á. Gọi là giờ tầm luôn. Coi nào, không kịp, không đủ tiền rồi. Ok, đủ tiền mua em nữa rồi nè. Trời, thời ơi, nó dít thằng nhỏ. Chết rồi. Dít nhỏ đi rồi lấy gì mà nhỏ quýnh đây. Bây giờ buộc lòng phải xài anh Tại Thiên Đại Thánh thôi. Tại Thiên Đại Thánh rồi là phải bảo kê. Ô, có con zombie mà đội nón nữa rồi các bạn. Chết rồi, tình hình căng rồi. Oh my god. Tụi nó gọi là tụi nó tấn công mình dữ quá. Oh, đông quá các bạn ơi. Làm sao đây, làm sao đây. Ok. Mấy cây hoa của mình banh hết rồi. Dường như ở đâu đó. Đây, hãy xem sức mạnh của mấy cái con nhát ma đây. Mấy con nhát ma này nó nhát bá đạo lắm. Cố lên. Lết lết gì mà lết lết. Lết không có nổi đâu bé ơi. Đây, giác con này ra. Trời là chống trời đỡ xem nào. Tốc độ. Tốc độ. Đúng rồi, dứt laser thần trưởng. Đúng rồi. Đó, quánh vậy nó mới sợ mình chứ. Trời ơi, nó kéo cái đàn cả lũ tới luôn rồi. Yêu quái hả, yêu quái. Giác con ma ra hù một phát một rồi băng sát hết luôn á. Đây, cho con ma nó bự lên nữa nè. Nó. Ha ha ha. Ok.
Rồi bây giờ là còn một con này nó nằm ở đây, giờ sao đây? Đây không sao, con không lại rồi. Xử nó, con lên. Nó lết vô tới nhà mình rồi kìa các bạn. Ok, nó rớt cái đầu là coi như nó chết rồi đó. Nó rớt cái đầu là nó không thể nào mà nó di chuyển được tốc độ xa hơn được. Ok, vác con này ra hụn thôi. Bây giờ là do mua cái con này nó tốn kém quá, nó tới lời là 450 tiền luôn á. Nó tốn kém quá cho nên là buộc lòng là phải mua mấy cái con nhỏ nhỏ này ra hỗ trợ gấp. Ok, và cuối cùng mình cũng đã hoàn thành được cái test cái con này cho các bạn xem. Con này là nó phun lửa. Nó phun lửa mạnh quá cho nên nó là rất là mắc. Mà nó mắc là nó ảnh hưởng tới nhiều cái con khác, đúng không các bạn? Ok, và đây là chúng ta đang ở map số 8 rồi. Quá tuyệt vời luôn. Bây giờ mình sẽ bay vô cái map số 8 này, mình quánh đây. Gọi là quánh bá đạo luôn. Để ok, và cái trận này hình như nó có cái gì nè. Nó có một cái đường dây đây nữa các bạn ơi. Nếu như mà mấy cái con zombie mà nó leo qua cái dây này, chắc có lẽ là mình sẽ thua đó. Hình như là vậy thôi. Rồi là mình phải dồn sức mà bảo vệ. Ok, giá cây nấm trồng. Cái trận này các bạn hơi căng thẳng đây. Nấm trồng không tốn tiền. Trồng nấm không tốn tiền các bạn ơi, còn trồng bông này chắc tốn tiền quá. Ok, vậy thì chúng ta cứ việc trồng nấm đi. Nó không có gì phải vội vàng hết. Các bạn ơi là cứ việc từ từ. Ok, và chúng ta cần cái gì đây? Ây da, hình như là bỏ mấy cái cây này trong đây, nó cho mình tiền á. Nó cho mình cái hoa mặt trời, đúng rồi, nó cho mình cái hoa mặt trời các bạn. Na 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 na. Và chúng ta đang gọi là chiến đấu với khô máu với mấy con zombie luôn. Cây này phải đặt ở đây nó mới đẹp mà thôi kệ. Mấy con zombie mà nó tiến tới cái đường này chắc có lẽ là mình sẽ bị thua quá. Na 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 na. Ok, chơi khô máu luôn. Bây giờ thì đâu rồi, để mình xem. Đây, sẽ cho các bạn thấy sức mạnh của cái trái này nè. Nó bắn một phát một là nó bắn nó. Các bạn thấy chưa, nó bắn một phát một á là cái viên đạn nó bự như cái bánh xe bò, mà nó bắn ra 4-5 viên luôn á. Bắn 4-5 viên chứ không phải là nó bắn một viên. Ok, và bây giờ cái cô nàng zombie của chúng ta đang tiến lên. Cô ấy đang gọi là lết lên á. Cô ấy lết chứ không phải là cô ấy đi nữa. Nó đội theo cái dù, mặc nguyên một cái áo như là cái áo của công chúa hay gì đó. Ok, và bây giờ chúng ta cần phải lắp đặt nhiều súng ống hơn nữa, vì quốc gia của chúng ta đang bị ức hiếp. Ê, nó tới rồi cơ. Đâu có để cái tình trạng này mà xảy ra như vậy được. Chết rồi, có cái cây nào đâu mà bắn. Quay. Rồi là bị nó xúc luôn nguyên cái não mình rồi. Ok, và cuối cùng là nó kêu mình là chúng ta phải chiến đấu lại. Na 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 na. Ý y quá, do mình rồi là quá ý y cho nên là buộc lòng là phải không cho mình qua cái hải này. Ok, giờ chúng ta đang cần rất là nhiều luôn. Sai lầm của mình là ý y quá, do là mình để sơ ý cho nó chạm vô cái bông này. Bây giờ mình sẽ rút kinh nghiệm là mình không có cho nó chạm vô cái bông nữa. Nó mà chạm vô cái bông đó là mình thua liền. Đó. Rồi, chơi cái game zombie này bao lâu rồi? Hôm nay mới gọi là một cái ngày thua, gọi là thua thê thảm. Ok, nhưng mà không sao, vẫn không sao, chúng ta vẫn gọi là thua keo này thì chúng ta bày keo khác, chuyện nhỏ thôi mà. Na 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 na. Đây là đổ mồ hôi hột luôn á. Quánh thua tôi biết là ức chế rồi.
ok, và bây giờ chúng ta sẽ quậy mấy con zombie thôi nè. Thì chỉ có hai ải thôi mà tại vì cái khó, độ khó của nó là ngay cái chỗ cái dây này đó, ngay cái dây này là độ khó. Ok, và bây giờ thả đi tốc độ luôn, ức chế mấy con zombie này lắm rồi, bây giờ là mình chơi khô máu với tụi nó luôn đó. Nó xây bá đạo luôn á. Súng ống đạn dược đâu rồi, bây giờ mình gọi là xài hết tụi nó luôn đó. Ok, đóng băng thần trưởng luôn bé, không có cho mà bé gọi là chạm vô cái sợi dây này nữa đâu đó nha. Oh my god, giỡn hả bưởi? Bưởi giỡn hả bưởi, rồi là dám chống với mình hả? Mình quánh không, mình mà quánh rồi là không kẹp rồi mình vẫn còn tiền chiêu chứ bộ. Nãy là vô quên. Ok, bây giờ gọi là chúng ta đang tấn công khô máu với tụi bê zombie luôn. Ồ, tụi nó đang tấn công đợt cuối cùng rồi các bạn. Giác bơm dùng, giác súng rồi là cái đại viên đạn bự bằng cái bánh xe bò đấy trời. Ok, đâu rồi, hãy xem sức mạnh của cái nó bắn một phát một á là phải nói là không còn con nào luôn á. Nhưng mà do zombie quá độc, quá độc. Giác băng tiếc đường gì trời, chặn cái đó là rồi là mình quánh, rồi là mình quánh tới nhà luôn á. Quánh bây giờ là kéo quân tới nhà mà giác mà quánh nó luôn, chứ không còn gọi là để cho tụi nó lết tới nhà mình á. Quất luôn chứ trái cuối cùng sợ gì tụi nó. Mày hả bưởi chết trong hả? Chế quá mà do cái trận hồi nãy thua là trận này ức chế là buộc phải dứt tụi nó thôi. Ok. Các bạn xem video đừng quên bấm đăng ký theo dõi kênh HNT Channel để nhận được những video mới nhất mỗi ngày nhé. Ngày nào mình cũng làm video mới hết, và mong các bạn hãy đăng ký kênh, like và share video ủng hộ giúp cho mình. Và các bạn có cái game nào mới thì hãy comment bên dưới video nhé. Mình sẽ cố gắng tìm hiểu và làm cho mọi người xem. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.